Có thiết kế full viền hai cạnh như của mẫu TV Samsung trong năm 2020. Thiết kế tràn ba viền thì nó mang cái khung hình TV rất rộng, các xem thì không bị giới hạn bởi các cái viền dày, cho cái trải nghiệm màn to hơn, xem đã hơn. Con này thì về cái hình dáng thì nhìn sơ qua thì có chân đế khá là giống của RU 7400 trong năm 2019.